Chúng ta còn còn cần bổ sung thêm một chút nữa về text. Cái này thì liên quan tới văn bản paragraph. Đây chúng ta sẽ xem như thế này nhé. Văn bản này. OK, đây văn bản của ta. Tuy nhiên là sẽ có những lúc chúng ta sẽ để chen giữa một cái văn bản với lại một hình đồ họa nào đó. Ví dụ một ngôi sao. Nếu tôi để ngôi sao này chèn vào, nó sẽ che mất một phần văn bản. Tất nhiên tôi cũng có thể là thay đổi tầng thứ, đúng không? Shift and up, đưa văn bản lên thì chữ lại đè lên hình. Vấn đề là khi chúng ta đặt xen kẽ chúng nó với nhau thì chúng ta cần phải đuổi chữ ra khỏi cái vị trí mà cái đối tượng đồ họa kia nó đang nằm. Thế để thực hiện cái việc này thì chúng ta lại không phải là làm việc với cái chữ mà chúng ta làm việc với đối tượng, bằng cách là chọn đối tượng, sau đó thì các bạn vào lệnh wrap text ở trên thanh property, đây biểu tượng của nó đây, và các bạn bấm vào đây. Nó sẽ cho các bạn một số lựa chọn như sau. Mặc định của chương trình thì nó để cho tất cả các hình hay là các đối tượng lúc đầu tiên mới chọn là 5. Thế nhưng mà chúng ta muốn xử lý thì chúng ta có thể chọn một trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là contour. Contour thì nó sẽ đuổi chữ ra theo cái đường chu vi uốn lượn của cái hình. Các bạn có 3 tùy chọn: text flow left, text flow right và stretch the text. Ví dụ tôi để ở cái left nhé. Đó. Chúng ta nhấc vào thì bất kể trong trường hợp nào thì nó sẽ cho bám theo phía bên trái thôi, bên phải sẽ trống. Đấy, nếu mà tôi đổi là text flow right thì nó đuổi chữ ra khỏi cái phạm vi của cái hình nó chiếm, nhưng đồng thời nó sẽ để trống hoàn toàn cái khu vực phía bên trái. Thế còn nếu mà chúng ta chọn stretch này thì nó sẽ bám xung quanh. Thế còn trường hợp mà text này thì nó sẽ đuổi đi không phải là theo chu vi nữa mà theo cái hình chữ nhật vô hình và bao quanh cái đối tượng. Cái hình ấy nó ở đâu? Các bạn sẽ thấy rằng là một hình bất kỳ khi chúng ta chọn nó luôn luôn có một số những cái hình hình vuông, cái tay nắm điều khiển hình vuông bao xung quanh và nó bố trí nằm đúng theo một cái hình chữ nhật chứa được cái đối tượng đó thì nó sẽ đuổi theo chính cái phạm vi của cái hình chữ nhật vô hình đó. Đấy, cũng đuổi trái, đuổi phải, bao xung quanh, và đằng dưới này thì nó còn có thêm một cái trường hợp nữa là không cho bất cứ thằng nào nằm ngang cấp nó cả, đẩy hết lên trên và đẩy xuống dưới. Đấy, thì chúng ta có mấy cái lựa chọn đó, và sau khi mà chúng ta lựa chọn một kiểu nào đó rồi thì các bạn còn có thêm một cái text wrap offset này. Nó sẽ giúp cho các bạn là cho cái text này nằm cách ra bao nhiêu so với cái hình của chúng ta. Đấy, cách nhiều hay cách ít, kể cả để không thì có phải là nó đã ấy không, nó đã đẩy ra không? Có đẩy, nhưng mà khi mà chữ mà sát có vào hình thì rất xấu và khó đọc, đúng không? Cho nên là chúng ta vẫn cứ phải để cho nó cách một cái khoảng đó. Cách bao nhiêu thì chúng ta điền con số mới vào hoặc là bấm mũi tên để gia giảm tham số, và chúng ta gán bao nhiêu thì là cái text này nó sẽ bị đuổi ra khỏi phạm vi của cái chữ này bấy nhiêu, của cái hình này bấy nhiêu. Các bạn có thể gán cho một cái ảnh hoặc các bạn có thể gán cho một đối tượng đồ họa. Đây, ví dụ tôi lấy cái dấu này thì cũng được. Đó, chọn này, group này. Đấy, và bây giờ tôi cũng bắt nó là text wrap.
Đấy, đẩy đến đâu thì nó sẽ đuổi text ra đến đó. Đó. Không thích nữa thì rất đơn giản, bấm vào đây giả lại về trạng thái là 5 thì chữ nó sẽ chạy ra và nó chiếm lại cái chỗ vốn có của nó. Đấy, thì về cách thức mà chúng ta làm thì nó đơn giản vậy thôi.